Ok, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái công cụ tiếp theo trong cái bộ Foundation Tool. Cái công cụ Rectangle Footing Chamfer. Ở đây chúng ta hay gặp cái loại móng mà nó là hình vát như này, hình chữ nhật vát như này. Thì khá là phổ biến trong các cái công trình dân dụng hay là công trình công nghiệp cũng vậy. Phần bê tông, phần móng khá là nhiều. Ví dụ móng vuông này, hay móng chữ nhật và móng dạng vát như này thì nó sẽ có cái kích thước, ví dụ kích thước phần chamfer và kích có khai báo phần bê tông nót và khai báo phần vị trí phần cột bê tông, cột chờ đây. Thì đây xin mời các bạn theo dõi. Đấy thì công cụ này mình đang viết ở dạng là application, chưa phải là dạng plugin. Thì mình sẽ chuyển sang dạng plugin giống như cái công cụ path footing này và công cụ raw footing. Ok, thì về cơ bản cái này hoạt động như sau. Chúng ta sẽ có khai báo về phần footing bao gồm phần ok, mình sẽ pick chẵn, pick một điểm này để đặt vào cái móng. Rồi thì cái móng của chúng ta nó sẽ có là cái gì? Thứ nhất là bao gồm phần bê tông nót này, thứ hai là phần đài móng này và phần có cột cột bê tông đó. Có ba cái thứ đó và khi mà tạo xong thì nó sẽ được gắn bởi gắn thành kết list, thành một cái kết list như này đó. Bên part là cái đài móng rồi. Đấy. Ok, thì chúng ta sẽ thử nghiệm trên cái chương trình nhỏ là như thế nào. Application Foundation Tool Rectangle Chamfer. Ở đây thì mình sẽ cắt P đó, cái phần bằng. Chúng ta sẽ có kích thước của móng này, BH này. Phần chamfer là CHCV. Chamfer đây. Đó. Chúng ta có chamfer theo phương ngang. Đấy, 400. Và chamfer theo đứng 700. Có kích thước móng, bề rộng và chiều cao và khoảng cách bê tông nót. Đó. Tương tự chỗ này cũng vậy, cũng là khoảng cách bê tông nót, chỗ này cũng nó sẽ 100. Ok, nó bị bích điểm, nó không chắc không chuẩn. Ok, thì đó là cái phần những thông số cơ bản về phần footing. Tiếp theo là về phần column thì chúng ta sẽ có cái phần chiều cao của cột là 2 mét này, H, và có bề rộng cột là 400 400. Đó. Cái độ lệch tâm thực ra là không phải độ lệch tâm mà là cái khoảng cách vị trí định vị cái cột này từ điểm đầu tiên góc bên tay trái này. Mình sẽ định vị đây đi, điểm tâm của cái cột bê tông này. Đấy. Đấy. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ chỉnh cái phần position, phần rotation. Ví dụ mình cho này có phải là 45 độ thì xem chúng ta sẽ khai báo như nào. Kích vào make footing, kích vào đây. Đó. Thì khi đó cái phần cột của chúng ta cũng sẽ tự động xoay theo đúng cái hướng của cái móng. Và cái phần link concrete nó cũng như vậy, nó cũng được khai báo và tạo ra một cái phần đó. Ok, bây giờ nó có thể do pick điểm hoặc mình chỉnh ở phần option định được unit. Ok, tiếp theo mình sẽ chỉnh cái phần này về không, góc xoay về không và chúng ta sẽ khai báo một số cái trường hợp front, rotation front, rồi trường hợp rotation top, trường hợp rotation back, trường hợp rotation below. Đó là có bốn cái trường hợp này. Tuy nhiên là khi mà chúng ta mô hình cái móng ra sử dụng trừ cái file CAD thì nếu chúng ta pick điểm là pick vào cái điểm này chẳng hạn để đặt cái móng thì chúng ta sẽ có cái giá trị khai báo ở đây là phần vertical up và
Rise Made in France. Móng đi theo hướng này, cái điểm vích của chúng ta nó sẽ nằm ở chỗ này đó. Ok chưa? Và độ lệch tâm của độ ở cái vị trí để chúng ta định vị cái cột đấy. Ví dụ khoảng cách đây mình để cho là 600 đó. Đó thì cái khoảng cách đây, cái phương đứng từ điểm đây đến đây là 500 và từ đây đến đây cũng là 500 đó. Kích thước của cột sẽ là 600 400 đó. Chúng ta có kích thước của cái cột, hoặc chúng ta có thể khai báo thêm kích thước đây, ví dụ 3500. Chúng ta để phần B là đây là 750 đó. Đây 1000 đi đó. Chúng ta có vị trí của cái, có một cái địa dimension khác cho cái phần móng của chúng ta. Chúng ta có thể tạo cái phần phần cột đấy hay không, kích vào đây để không tạo đó, không tạo rất là tiện đúng không. Chúng ta có thể là cho phần cái này phần đi xuống bên dưới này, góc xoay bên dưới và phần rise đấy, cho cái móng mà chúng ta cần về vị trí này, hoặc là chúng ta xoay được thuộc đấy, cần xoay như này chẳng hạn, hay là như này, hoặc là một cái hướng khác, thì chúng ta cũng sẽ có thể tạo được một cái dễ dàng. Đó. Như vậy như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn một cái công cụ khá là hữu ích để chúng ta mô hình cái phần móng dạng rectangle chamfer, dạng hình chữ nhật mà có chamfer cho tekla. Ở đây thì mình đang viết ở dạng application, thì nó sẽ có một số cái trường hợp xảy ra như này, thì rất là hy vọng đây sẽ là một công cụ hữu ích để hỗ trợ các bạn trong quá trình mô hình phần bê tông trong tekla. Rất là hy vọng sẽ gặp được nhận được những cái đóng góp và góp ý của các bạn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.